súng trường không người lái có mục đích đặc biệt đã hiện thực hóa từ cơn ác mộng Black Mirror khoa học viễn tưởng đã trở thành hiện thực khoa học trong tuần này. Khi một công ty chế tạo người máy trình diễn chú chó robot được trang bị súng bắn tỉa của mình tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ ở Washington, D.C. Chắc chắn, robot 4 chân có thể giống một cậu bé tốt nhưng nó đang đóng gói một khẩu súng bắn tỉa tích hợp có khả năng tấn công mục tiêu từ 3/4 dặm. Dịch vụ có thể vận hành hệ thống vũ khí robot này từ xa. Điều quan trọng, nó sẽ chỉ tham gia vào các mục tiêu khi có sự cho phép của con người. Chú chó robot này được gọi là Vision 60. Đến từ Ghost Robotics có trụ sở tại Philadelphia, một công ty khởi nghiệp tập trung vào các robot có chân. Trước đây, robot Vision 60 phục vụ quân đội Hoa Kỳ trong cuộc tập trận của Không quân Hoa Kỳ năm 2020 tại căn cứ không quân Nellis ở Nevada. Ở đó, máy móc đã giúp thiết lập một dây an ninh. Các căn cứ không quân thường yêu cầu đường băng dài hàng nghìn feet có thể khó tuần tra hiệu quả và chó robot khiến việc dựa vào ít con người trở nên dễ dàng hơn. Phiên bản mới có vũ trang này của Vision 60 được trang bị súng trường không người lái đặc biệt SPUR. Đó là một khẩu súng trường 10 phát được lắp trong một khẩu Creedmoor 6,5 mm, một loại đạn mới. Cỡ nòng trung bình, tốc độ cao, tầm xa chính xác. Gridmore được biết đến trong giới bắn súng vì có quỹ đạo đạn đạo tương đối bằng phẳng, khiến nó trở nên giống một vòng trúng những gì bạn thấy ở phạm vi xa hơn so với các hộp đạn cũ hơn như .308 Winchester. Bộ điều khiển con người của robot do SPUR phụ trách. Một phạm vi nhiệt quang điện tử 30x hỗ trợ việc xác định và nhắm mục tiêu của vũ khí. Các Vision 60 trông rất giống dao ngay Internet nổi tiếng robot chó từ Waltham, Massachusetts dựa trên Boston Dynamics. Cả hai robot 4 chân đều tham gia cuộc tập trận vào tháng 9 năm 2020 tại căn cứ không quân Nellis. Những điểm tương đồng không dừng lại ở đó. Cả hai đều có thể leo cầu thang, điều hướng địa hình phức tạp và tự ngay lập tức nếu bị ngã. Vision 60 và Spot đều có trọng tải tối đa là 31 pound. Hai robot có cùng tốc độ tối đa là 5,24 feet một giây. Nhưng Ghost Robotics tuyên bố Vision 60 cuối cùng sẽ đạt được khả năng chạy nước rút với tốc độ 9,84 feet một giây hoặc 6,71 dặm một giờ. Vision 60 có khả năng điều khiển từ xa hoặc hoạt động tự động. Trong chế độ điều khiển từ xa, người điều khiển sẽ chọn mục tiêu và sau đó nổ súng. Tuy nhiên, chính sách quân sự hiện tại của Hoa Kỳ về các hệ thống tự động cấm giao tranh với mục tiêu tự động. Vì vậy, một hệ thống vũ khí tự động như Vision 60 có thể xếp súng bắn tỉa của mình chống lại mục tiêu và tính toán giải pháp bắn, nhưng nó không thể khai hỏa. Chỉ có một con người có thể làm điều đó. Đó là một sự nhẹ nhõm lớn đối với bất kỳ ai đã xem tập Black Mirror Metalhead. Trong tập phim, những con chó robot sát thủ truy đuổi con người với hiệu quả tàn nhẫn, truy đuổi họ không mệt mỏi trong một khung cảnh ngày tận thế ảm đạm. Vì vậy, yên tâm rằng nếu một robot chó không bắt đầu đuổi theo bạn, nó sẽ không thể sử dụng vũ khí của riêng mình. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!